Xin chào anh em. Hôm trước anh em ạ, ở đấy cú chào luôn chào tất cả anh em nhé. Thì hôm trước mình thấy ông bạn của mình, ông Mót Tuấn cái nhân tạo ấy, ông ấy mua cái súng này, ông ấy bảo là 40 tuổi mà tâm hồn 04. Thế là mình có hỏi ông ấy mua ở đâu, ông ấy cứ đưa link cho mình trên Shopee anh em ạ. Quất hai con này, cái súng nước nhá, có hơn 200.000 luôn, rẻ cực kỳ. Mình giết hai con để cho hai đứa nhà mình nó chơi đấy, hai đứa hóng thấy bác Tuấn chơi bảo là đây cũng cần mấy con đấy, cũng hóng bố mua về cho hai đứa chơi. Đây anh em, mình sẽ quay cận cảnh vào cho anh em nhìn nhá. Con này là mình mua trừ vô chơi thứ thì còn có 215.000 một con này thôi, rẻ phết nhỉ. Ui, trước kia thì thấy cái súng này của bên Xiaomi nó hình như 3-4 triệu một cái, nhưng mà thôi tiền đâu mà chơi đồ đắt thế anh em ạ. Làm hai con này thôi, hai con này có hơn 400. Để mình quay cận cảnh và khui khui cho anh em xem nhá. Đây anh em ạ, phụ kiện của nó thì có một viên pin, một cái tô vít và một dây sạc USB nhá. Như kiểu những cái đồ máy bay RC ngày xưa ấy, nó dùng cái này sạc 2S thì phải. Sạc của nó đây anh em ạ, 3.7V x2 nhân cho 800 mAh, input 5V. Viên pin của nó đây, pin 2S, tí nữa nhá, mình test xong mình sẽ thử cạy ra cho anh em xem nó dùng lõi gì. Pin của nó đây anh em ạ, Lion này, 500 mAh, 74V. Rồi, đấy là của phụ kiện của cú nấy cua. Cận cảnh cây súng đây anh em ạ, nhìn cũng sắc nét phết. Bây giờ cho hai đứa đi bắn đó, chơi xong thì mình sẽ bung cho anh em xem. Cú thử sạc pin vào một tí đây con ạ, sợ nó yếu. Mà chắc bố nghĩ chắc không có gì đâu con ạ. Đưa cho bố tôi vít cụ, cú lắp pin vào đi. Đây, cú lắp mấy cây đây, cún cây đấy đi con. Điền bạn cái đuôi này ra thôi. Đấy, cái jack pin đây, cắm vào đây là xong con ạ. Đấy, thả vào đây anh em. Cái đầu này như dễ hơn. Rồi, vừa đẹp. Cái cò bơm nước là đây là bắn này. À, đây là bơm này anh em ạ. Đẩy đằng trước là bơm, đây là bắn này. Ấy chà. Đi ra vườn cún ơi. Thông số của nó đây anh em ạ, thời gian sạc là từ 2 đến 3 giờ, thời gian sử dụng là 25 phút. Cắm hút nước anh em ạ, nó đẩy cái này này. Đây. Đấy, nó đang lên. À, đến mức nước này đúng không? À, đúng rồi, đây có cái bình đây anh em ạ, nhìn xuyên được qua này. Đầy nước là nó sẽ bơm ra ngoài này luôn. Rồi, bắn thử này. Ấy da, được phết. Đấy. Đấy, cu đây. Đừng bắn vào máy bố nhá, đây hai đứa bắn nhau thôi. Cu đừng bắn vào cái máy quay của bố. Rồi, thử ra coi. Ấy, ấy. Đừng bắn vào bố đấy. Bắn chuẩn hết không cu? Bắn vào đầu cún kia cu kìa. Đấy đúng rồi, headshot con ạ. Ai, bắn được nhiều nữa, cú đấy, bắn được bố bây giờ. Ui, bắn mạnh thế nhỉ. Xong hết nước chưa con? Hết hết rồi đấy. Hút lên. À đúng rồi, bắn chỗ hô rồi. Thôi để bố kiếm cái chai cho bố để cho hai đứa bắn thử trong đồ không nhá. Đấy, bình nhiều nhá, bắn một chai chỗ tâm thôi. Rồi, đấy, cún ngồi vạch đấy. Cún bắn trước đi, cún bắn trước đi, ngồi xuống, ngồi bắn. Rồi, cún thẳng hết cún nhỉ. Cún thử nào, cún ngồi xe lên một tí bằng cún được. Bắn cái vạch ấy, rồi bắn đi con. À, khỏe phết. Bây giờ chơi bắn 3 viên đi nhá. Đây, bố để giữa tâm, bắn đúng 3 viên thôi. Bắn đi, 3 viên. 1, 2, 3 trượt. Ôi ôi, cún cún. Cún thử lại đi nào. Con bắn lệch chứ. 1, 2, 3, không được. Bắn thì chỉ tính dây bắn lại, cú bắn lại đi. Bắn cho bắn 10 phát, mới được cái mới được. 10 phát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 viên đổ. 12 viên đổ rồi, cún lại. Cú bắn 12 viên mới đổ, để cún lại thử nào. Có chưa ngắm chuẩn nữa chứ. Cùng 12 viên nhá, bắn lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con bắn lên trên miệng đi. Tại có tí nước ở đấy, con bắn lên trên miệng đi. Bắn lên trên miệng đi xem nào. Bắn lại. Đấy, có 4 viên đổ chốc. 3 4 viên đổ. 4 viên, bắn lên trên miệng là 4 viên cua. Rồi, cứ bắn thử.
Đấy, thấy chưa? Con này hình như có 6-7 viên, 5 viên. Nếu mà con bắn mạnh nha thì có 5 viên thôi. Bắn trên cao đúng không? Nào bắn thử đây lại nào. Đấy. Ui gió to lắm, để giữa máy bắn thử. Sao không cảm giác gì thế? Ở đây rồi. Bắn cu lại. Hết đạn này cú nữa. À hết nước rồi. Hết nước hay bỏ sao nhiều thế? À vẫn còn hết nước. Đầy chưa? Đầy rồi. Rồi. Bắn chán đi nhá. Xong tí vào bung thử xem nào. Bắn đi xem nào. Ui mát, nghịch nước đúng bài luôn. Hồi bé mình có cái này nghịch thôi anh em nhỉ. Hồi xưa là súng anh em không biết còn nhớ không, thời 8X á. Là cái súng nước nó chỉ có bóp xong nó có cái lò xo đẩy ra thôi, nó hút nước. Không có loại điện như thế này. Hai đứa bắn chán chê rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bung cho anh em xem. Hôm nào có lẽ mình sẽ độ pin nó lên để xem động cơ thứ gì, nếu mà độ được thì mình độ nhá. Mình vừa xả hết nước để lên bên bàn này cho nó đỡ bị gọi là bắn ướt trên bàn này anh em ạ. Rồi. Bung một con thôi anh em nhỉ. Nó như nhau. Đầu tiên sẽ là đằng báng súng này. Có hai cái ốp nhựa, tiếp theo là phần thân này luôn này. Phần đầu ở đây. Ở đây thứ hai động cơ anh em ạ, một phần bơm, cái này là bơm chân không này để hút nước vào. Chỗ này là một cái động cơ. Cái phần này chắc là nó cò nó gõ cái gì để mình thử cắm xem nào. Nó đẩy mạnh thiết ta. À hay chưa? Đây anh em này. Rồi, mất công này bung cho anh em xem tất luôn. Bình nước. Cái chỗ tay cầm này anh em ạ, chỉ có mỗi công tắc. Đây, một công tắc hành trình ở đây. Có súng này. Hết. Ở trên này một công tắc bơm. Đó, không có mạch miếc gì cả. Cấp trực tiếp pin là nguồn đấy vào hai motor. Cái chỗ này người ta còn đấu của này luôn anh em ạ, dây mát này. Nó tách ra nó cuốn cái vào đây thôi. Nó không có thêm một cái gen nhiệt hay là băng dính gì cả. Một con bơm, bơm chân không này. Hút vào cái bình chứa này thôi. Rồi, bây giờ là để xem thử cái phần này, mình thấy hay là cái chỗ này đây này. Rồi anh em ạ. Cái này là phần nhông này. Motor nó xoay. Nó kéo cái này về. Đẩy cho nó ép nước lên anh em ạ, nó đẩy như thế này. Đây anh em này, xi lanh piston ở chỗ này. Cái motor nó guồng nó sẽ quấn kéo cái này về đây xong đẩy bạch lên. Nó cứ trượt cá đẩy bạch lên. Kéo phát đẩy bạch phát lên. Đây anh em ạ, mình vừa lắp lại cái phần nhông cho anh em xem. Cái này nó quay này. Từ tua cao qua tua thấp, qua thấp qua chỗ này là thấp nhất. Nó sẽ có một cái bánh răng khuyết ở chỗ này. Quay cái này kéo vào đây, khi trượt bánh răng khuyết nó sẽ vỗ lên bạch một phát. Ở đây nó có một cái cá này. Cái này là cái cá để cho chống quay ngược chiều. Đấy, cái lò xo nó sẽ ép lên như thế này. Đây, là cái cá này không quay ngược chiều được. Đấy, nó sẽ để vào đây. Vậy là con motor này nó chỉ có thể quay được theo hướng như thế này. Nhưng mà bây giờ cầm thế này bấm phát là nó sẽ bị hở hết. Tại vì nó không có cái đỡ trên này. Cứ thử bóp đây nhá. Để bố giữ đây, cu bóp cho bố. Đấy nhá. Con bóp nhẹ nhẹ xem nó có từ bố từ nhá. Rồi, rồi. Tuần nhông lên luôn cho anh em ạ, tại vì nó không có đỡ ở trên. Đây, cái này là cái bánh răng khuyết một nửa này anh em này. Đấy, nó chỉ có một cái chỗ đằng này để tời lên đằng này thôi. Khi đến cái chỗ đằng rãnh trống này, nó sẽ vỗ cái này tạch lên trên. Đấy, thiết kế hay phết. Đây như thế này. Cuốn vào đây này, đến đây là có thể kéo được về. Ui nặng lắm, tay mình không thể nào ấy được, mà cái motor này nó sẽ qua. Nó giảm tốc độ, giảm vòng tua nhưng mà tăng moment xoắn lên. Từ vòng này chuyển qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, về đây. Cái này ở đây còn đó. Đấy, một cái ở đầu cục đây. Cái này không thể nào lắp cho anh em xem được luôn. Không thể nhìn được hoạt động. Tại vì khi lắp chúng ta sẽ phải ốp cái này vào. Ốp cái này vào thì mới có thể xem được. Nhưng mà nó là đục mất màu, không thể nào nhìn được. Để mình thử giữ ở đây nhẹ nhẹ. Ây da, bỏ tuột mất luôn anh em ạ, không được. Phải giữ tay vào đây mới được. Cái này nó lò xo đẩy mạnh lắm, không được. Rồi, như vậy hôm nay mình đã mua xong hai con này cho cu cún nhà mình chơi này. Và bung cho anh em xem luôn.
Cái này thì motor không cần độ gì đâu nha, chổi than này, cái này chỉ chạy một thời gian, nó mà thích thì chúng ta thay cái motor khác thôi. Tại vì tua của nó mình nghĩ cũng đủ rồi. Hoặc là chơi bộ điều tốc SC, làm con motor không chổi than 2S nữa thì bền hơn, thôi rồi luôn. Pin thì nó hơi cứng nha bạn, mình phải lấy búa gõ nẹ nẹ vỡ cái hộp ra mới được. Đây, hai cell. Cái này như kiểu là dùng loại siêu tụ nhưng mà không phải, nó nhỏ hơn. Như kiểu là những cái pin ở máy bay trực thăng mô hình ngày xưa, đồ đồ C ngày xưa. Hai cell thật luôn anh em ạ. Cái loại này xả cao phết. Đấy. Cái loại này size của nó như kiểu là những cái pin NMH mà 1.2V ấy, nó nhỏ hơn 18650 nhiều luôn. Cô lấy cho bố viên 18650 đi con. Đấy đúng rồi, đưa cho bố. Đây anh em ạ, 18650 nó sẽ to như thế này, gần gấp đôi luôn. Như vậy là cái pin này dung lượng 500mAh chắc cũng chuẩn. Không cần phải đo thử anh em ạ. Cái này là 7.4V, 500mAh thì một cell này 37V. Và 500mAh là 0.5Ah đấy anh em ạ. Như vậy là bung xong hết rồi anh em ạ. Tí nữa mình sẽ lắp lại và có rảnh nhiệt độ cho đằng cua nhà mình bên pin nó lên, bắn cho lâu lâu hơn. Hẹn lại anh em video sau nhá. Chiu.